Đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay với gió đông bắc mạnh trên các khu vực biển đã khiến nhiều nơi có gió giật đến cấp 9 và ở mức nguy hiểm đối với tàu thuyền. Chính vì thế mà từ sáng ngày hôm nay thì một trong những huyện đảo là Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành cấm biển. Tại trạm khí tượng trên đảo Lý Sơn đã ghi nhận được gió giật trên cấp 6 vào sáng nay. Đây là mức gió có thể gây nguy hại đối với tàu thuyền ra vào, nên chính quyền đã cấm biển không cho tàu thuyền của ngư dân Lý Sơn ra khơi đánh bắt hải sản, cũng như tất cả các chuyến tàu chở khách từ cảng Sa Kỳ ra Lý Sơn và ngược lại. Theo Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn thì chính quyền địa phương và người dân đã chủ động dự trữ lương thực thực phẩm cho mùa mưa bão năm nay. Lượng lương thực thực phẩm được dự trữ trong khoảng từ nửa tháng đến 20 ngày. Không chỉ gây gió mạnh trên biển mà gió mùa đông bắc khi kết hợp với yếu tố địa hình tại các tỉnh ven biển miền Trung cũng đã gây ra một đợt mưa lớn kéo dài với lượng mưa phổ biến từ 100 cho đến 200 mm, nên cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Bình cho đến Bình Định đã được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đưa ra với dao động từ báo động 1 cho đến báo động 2. Ngoài ra thì cần đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng và đồng bằng của các tỉnh trên.